chẳng nghe rồi à. Alo, Dạ nghe rồi ạ. mấy bạn đang mất tiêu rồi. Alo à, Dạ nghe rồi Dạ tôi à. em nghe ạ. Alo, Dạ tôi em nghe. alo, có bạn nào nói anh nghe được không? Các bạn có nghe anh nói không à? Dạ tôi nghe anh nói mà có anh không nghe tôi Alo, nói thôi. hồi sao em không nói mà em chat vậy? Alo, các bạn nói là anh nghe thế à? Dạ, tụi em nghe rồi ạ. À rồi rồi. À, ví dụ như anh có một cái ca này nè, các bạn ví dụ như họ đọc cái ca X quang của xương gót, các bạn đọc các bạn thấy cái gì không ạ? Các bạn thấy cái gì lạ không? Ca này rất là hay các bạn. Lớp lớp mình thấy gì không? Đây này các bạn thấy cái gân gót không? Thấy cái điểm bám này bình thường các bạn. Cái vị trí này các bạn thấy bất thường không? Cái đậm độ rất là thấp mà, tức là echo kém. Sorry. Đúng rồi, cái tức là cái đậm độ bị thấp đi ha, bị thấp và có những cái nốt mà giống như là vôi hoặc là những cái gì đó gọi là Anh ơi, tụi em ừ. không có thấy anh chỉ gì hết á. Chỉ thấy cái hình vậy thôi. Để sao chỉ được ta? Tôi thấy con chuột anh Dạ không thấy. không thấy luôn sao ta? À, để anh mở cái bài khác Dạ thấy rồi đó anh, mới thấy nha. á. Thôi để cái đó, để cái tí nữa anh cốp ra ngoài đó cho nó dễ. Là biết cái phần Google Meeting này mình phải bung hết cửa sổ ra mình mới điều khiển được, còn nếu mà để không á là mình điều khiển không có được. Rồi các bạn nghe nói phải không ạ? Dạ nghe. Ừ rồi. Để các bạn mình đi qua cái bài cuối là bài siêu âm khớp cổ tay các bạn. À, thì anh đi qua phần mục tiêu và nội dung ha. Thì các bạn nhớ ha, nhớ dùm cho anh thôi, cái xương cổ tay này mình chưa có cái xương quai này ha, và cái xương trụ là khớp quai trụ dưới ha. Đây là cái mõm trong trụ, thì tiếp giáp này nó có hai cái hàng xương cổ tay giống như mình học thuộc lòng từ xưa tới giờ về
Thì đó, thuyền về tháp đậu thân theo cảo móc á, mình phải nhớ như vậy. Rồi thì các bạn nhớ thì cái phần xương vùng xương vùng cổ tay của mình nó có mặt đơn giản hơn cái mặt vùng khuỷu nữa ha, nó chỉ có mặt mu và mặt vùng vùng gan tay thôi ha. Các bạn nhớ thì các bạn nhớ là cái phần mu là gan gan duỗi ha, phần gan thì gọi là gan gan gấp. Thì các bạn nhớ đây ha, đây mình có 6 nhóm 1 2 4 5 6. Thì trong cái 6 cái nhóm này các bạn thấy thì mình nhớ là một cái nhóm là thường nó sẽ có hai gân, duyên cái nhóm này có một gân thôi. Thì các bạn nhớ ha, dạng dài giữ ngắn, duỗi dài giữ ngắn, duỗi cổ tay quay dài và ngắn. Thì các bạn nhớ một tí là cái ngăn số 2 các bạn, khi mình siêu âm á, là mình đặt cái chỗ đây là hõm lào giải phẫu ha, mà đặt vào giò đây, nếu mà mình xác định như đây ngay cái hõm lào giải phẫu gần cái chỗ đây là gần cái động mạch quay ha, thì mình sẽ thấy được cái nhóm gân số 1. À, xong nếu mà mình giả sử như các bạn không tìm thấy được gân số 1 thì các bạn sẽ lui cái đầu dò về phía đây. Thì khi mà các bạn lui về phía này thì các bạn sẽ thấy phần cơ yêu cầu nó sẽ kém hơn, nhưng mà chỗ này nó sẽ có một cái dấu hiệu sẽ giúp cho mình nhận diện được thế nào là nhóm 1 và nhóm 2. Thì các bạn nhớ cái mặt dưới ha, mặt dưới đây, mặt sau á, mặt nông là nhóm 1 ha, mặt sau là nhóm 2 các bạn này. Như vậy giữa hai cái mặt số 1, giữa cái nhóm số 1 số 2 nó sẽ trượt lẫn nhau. Rồi có một cái vị trí nữa đây chính là lồi của Lister các bạn, cái bằng xương mình nó lồi lên thì nó cũng là một cái điểm, một cái mốc để mình nhận diện được là bên trái của nó là nhóm 2, bên phải của nó là nhóm 3, và nhóm 3 thì chỉ có một cái gân thôi. Và tiếp đến là đây là nhóm 4, nhóm 4 là gân duỗi chung, cho nên nó có rất là nhiều gân trong này và thường thường nó có bao dịch, nó có như rất là nhiều dịch ha. Rồi nhóm 5 thì duỗi ngón út thì mình cũng không cần biết. Mình xịt cái đầu dò lên phía một cái bên này, bên cạnh của mặt phía trụ này, mình thấy một cái gân echo rất là dày nằm sát cái xương luôn, đó chính là gân duỗi cổ tay trụ rồi ha. Thì cái đây là cái hình ảnh đây, video mình sẽ kỳ ta. Rồi cái đèn nó bị lỗi sao rồi ha, để xíu anh sẽ cho chạy lại. Thì các bạn thấy đây là một cái gân duỗi cổ tay, một cái intersection, tức là một cái nhóm gân số 1 đây ha, nó sẽ trèo qua nhóm gân số 2 đây ha. Đây là một cái điểm để mình biết được cái nào là nhóm 1 và cái nào là nhóm 2. Rồi đây là mặt lồi của Lister, mà đặt đồ dò tại cái vị trí này mình sẽ thấy được cái lồi của Lister này là nó lồi, nó nhô lên một cái móc xương nhô lên. Thì đây là nhóm số 2 ha, đây là nhóm số 3, đây là duỗi ngón trỏ các bạn, ngón trỏ đây ha. Đây là của Lister, các bạn sẽ kéo đồ dò ha, đặt đồ dò ngang và thẳng và trượt từ phía trên này đi xuống dưới này, thì các bạn sẽ thấy được cái lồi của Lister nó gồ lên, đó là một cái phần móc xương nó gồ lên, và đó chính là phân biệt phân định cho mình được hai nhóm, nhóm 2 và nhóm 3. Đây các bạn này, duỗi ngón cái ha, duỗi ngón trỏ. Rồi đó là mặt gan tay ha, đó là xong rồi mặt mu tay rồi các bạn. Mặt mu tay thực sự mình sẽ có 3-6 nhóm gân, nhưng mà mình sẽ chú ý được hai cái nhóm đầu tiên, nhóm số 1, nhóm số 2 và nhóm số 3. Trong đó nhóm số 1 là cái nhóm hay bị bệnh nhiều nhất, gọi là decat ven đó các bạn. Rồi nhóm số 6 là nhóm có hay bị bệnh, tức là gân duỗi cổ tay trụ. Thì cách nhận diện của nhóm số 6 là rất là đơn giản, thì các bạn siêu âm phía trụ á, sau đó các bạn sẽ tìm cho anh một cái gân echo dày và bám sát cái xương đó, thì đó chính là gân duỗi của tay trụ. Sao ha, bây giờ mình sẽ đi qua mặt gan tay. Mặt gan tay thì đây là những vấn đề lý thuyết thì các bạn đọc ha, thì bởi vì cái mặt gân gấp á, thì nó có chia là nhiều có vấn đề hơn, khi mình đọc thì nó bị hơi khó chịu, là gây dây chằng gan cổ tay, rồi dây chằng ngang cổ tay, đại khái là như vậy ha. Thì các bạn phải đọc về lý thuyết thôi, thì các bạn chỉ nhớ cho anh làm cái gì, tức là cái phần trong cái vùng này ha, trong cái khoang này, thì đó chính là dây canh giữa nó nằm ở phía trong đây, tức là đó là dây chằng ngang cổ tay, hay gọi là mặt giữa gân gấp á, nó nằm dưới cái mặt giữa gân gấp. Nhưng mà cái dây canh trụ này từ phía trên này đúng không, đi xuống nha, nó là nằm ngoài cái ống cổ tay. Rồi chỉ nhớ như vậy thôi, tức là bởi vì nó nằm trên cái mặt giữa gân gấp cho nên nó nằm ngoài cái ống cổ tay. Như vậy người ta hỏi ống cổ tay có dây canh trụ không, thì mình trả lời là không. Rồi dây kênh trụ này nó đi lắc léo ha, cho nên nó có kênh gọi là kênh ghi ông đây các bạn. Đây là thuyền viện thấp đậu ha, đây là xương đậu, nó ẹo qua đây và ẹo qua đây ha, là xương móc
tại cái vị trí chỗ này nó chia làm hai nhánh dây kinh các bạn nhớ ha. Khi mà đặt rồi dò xâm như này nó sẽ có hai cái đầu thần kinh, các bạn sẽ thấy hai cái vùng mà giống như là cổ ong á, thì các bạn xem đó là cái nhánh của dây thần kinh trụ, các bạn nhớ như vậy ha. Rồi bạn thấy ha, đây nó đèo, đây là ống kinh gion. Như vậy việc học lại lý thuyết thế nào là dây chằng gan và dây chằng ngang cổ tay, cái mục đích của việc học là gì, là biết được là dây kinh trụ này nó không nằm trong ống cổ tay mà nó chỉ là nằm ngoài ống cổ tay. Bạn chỉ nhớ một cái điều hôm nay như vậy. Rồi đến dây kinh, về dây kinh ha, về kinh ghi ông là anh có nói rồi ha. Đây, như vậy kinh ghi ông nó sẽ liên quan đến hai cái xương, đó là xương đậu ha, xương người thấp đậu thang thê cả móc đó, tức là liên quan giữa xương đậu và xương xương móc, nó tạo thành một cái kênh, một cái ống, một cái ống ghi ông. Rồi các bạn nhớ đây, cái thành này nó hơi nhỏ không các bạn này, thì cái vòng cổ tay á, các bạn nhớ nè, ví dụ như cái phần nông á, cái nhóm số 6 là dân ngừa duỗi của tự trụ đúng không ạ, thì cái phần về phía mặt mặt gan tay á, thì các bạn hoặc là mặt lòng á, thì có gân gấp ha. Đây ha, đây là gân gấp cổ tay quay ha, đây đây là gân gấp cổ tay quay, nhưng mà phía mặt đây mình không có ha, mình không có cái gân tương tự, đây là gân gấp cổ tay trụ này, tức là về mặt trụ á các bạn, mặt trụ thì mặt mu có gân duỗi của tay trụ, mặt gan nó sẽ có gân gấp của tay trụ ha. Rồi về phía mặt quay, mặt quay là sao, mặt quay thì mặt nông của nó thì phía mu á là có gân gân duỗi nhóm một, rồi mặt gan của nó là gân gân gì, gân gấp ngón cái dài các bạn, nó nằm ở phía trước đây ha, tức là nằm ngoài của cái ống cổ tay này, cái hình này nhỏ quá ha các bạn. Về lái lẹt của Atlas các bạn coi ha. Tại sao anh nhấn mạnh như này để các bạn biết, nôm na anh lúc nào anh cũng dạy các bạn đi học những cái gì mà giúp cho mình nhớ lâu á, tức là cái vùng cổ tay các bạn khi mà đặt vào giờ để siêu âm thì các bạn siêu âm cho anh 6 cái nhóm này, các bạn chú ý cho anh nhóm 1, 2 ok, rồi chú ý cho anh cái nhóm số 6 ha. Rồi phía mặt gan thì sao, xem nhanh được cái gân gấp cổ tay quay ha, một cái gân gấp, đây là gân gấp cổ tay quay nè, và gân gấp cổ tay trụ là xong đó, tức là những cái gân mà nằm ở phía ngoài ống cổ tay là các bạn chú ý anh 4 cái là hay bị tổn thương nhiều nhất. Rồi sau đó mình sẽ tập trung về cái phần trong ống cổ tay này, trong ống cổ tay thì gồm có gì, rồi anh lấy cái hình lớn hơn các bạn thấy. Các bạn đây ha, xem lại cái mối tương quan với một cái kênh ghi âm giữa cái hai xương, đó là xương đậu và xương móc, ở đây là mặt mu ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì các bạn chú ý nha, nhóm số 1 còn nhóm số 6 là được rồi. Đây là nơi điểm bám, khi mà mình học kỹ hơn rõ hơn thì mình cần phải biết cái điểm bám là ở đâu. Ví dụ đây gân nhóm ngang số 1 nó có hai điểm bám là dạng dài giữ ngắn, các bạn thấy ha, hai cái điểm bám của nó như thế nào. Đây là gân thủng các bạn, gân gấp, cái gân nông và sau á thì nó đi xuyên qua, người ta gọi là gân thủng, thì các bạn sẽ biết cái điểm bám như này. Khi mình học sâu hơn cái phần này thì mình sẽ nắm được cái chỗ này ha. Bây giờ các bạn mình đang tập trung cái vùng này thì mình tập trung như này thôi. Rồi về cách tiến hành siêu âm là sao, thì từ mặt mu tay thì mình dịch chuyển từ phía về, các bạn đặt cái đầu cái tay của mình nằm nghiêng trước để mình siêu âm cái gì, siêu âm cái ngang số 1 trước, bởi vì ngang số 1 nó đi về phía hõm lào giải phẫu, cho nên mình phải đặt từ hõm lào giải phẫu này, mình đặt lui ngược lại ha, để hướng về phía khuỷu tay đó để mình tìm được cái nhóm ngang số 1. Rồi ở đây đầu dò, đây đầu dò gọi là đầu dò lý tưởng các bạn, rồi đầu dò cây gậy. Đầu dò cái gậy này thì sao ạ? Cái cây gậy này các bạn thấy cái diện tích mà tiếp xúc với cái da của bệnh nhân là rất là tốt, mà không có một khoảng hở này, tốt hơn so với một cái đầu dò phẳng thông thường như vậy ha. Thì quay lại, cái đây là lồi cổ xương, lồi cổ Easter ha, đây là nhóm số 3, đây là sẽ là nhóm số 2 các bạn ha. Đây các gân nó trượt lẫn nhau, đây là dây thần kinh. Rồi thì gân duỗi cổ tay trụ đấy các bạn, khi mà đặt cái đầu dò về hướng về phía viên xương trụ đây ha, về dưới cái mõm trong trụ này, thì mình xác định được cho anh cái gân duỗi cổ tay trụ ha, là cái gân mà nằm bám sát vào phần xương trụ. Rồi thì bên cạnh đó, khi mà đặt đầu dò thường thường nó đầu dò cây gậy này, các bạn đặt sắp như này ha, các bạn thấy được một cái cấu trúc rất là tốt của mụn này, đó chính là phức hợp sụn sợ tam giác các bạn, tức là các bạn khi mà trên lâm sàng á, là một cái nhóm bệnh lý hay gặp ở vùng này là ví dụ như bệnh nhân vô khám kia là đau về phía mặt trụ, đau mặt trụ thì có gì, thường thường hồi nãy giống như anh nói các bạn đó, mặt trụ thì có gì,
có gân duỗi của tay trụ đúng không, rồi gân gấp của tay trụ, ok ha. Rồi đó là mặt trụ ha. Khi mình siêu âm ha, mình ráng mình tìm ngay những cái vị trí, những cái gân cơ có thể mà chúng ta tìm được đáp án nhanh. Và khi mà bệnh nhân đau phía trụ thì có một cái dạng bệnh lý cũng hay bị tổn thương nữa, đó chính là phức hợp sụn sợ tam giác ha. Các bạn thấy đây là xương quai, đây là hình ảnh MRI các bạn. MRI đây là hình ảnh chuỗi xương BD thì thấy rõ được cái sụn các bạn. Các bạn thấy đây có khoảng hở và nằm chêm giữa đầu dưới của xương trụ đây. Khi mà đặt đầu dò, mình hướng đầu dò về phía này thì mình sẽ khảo sát được cái phức hợp sụn sợ tam giác đây. Đầu mũi tên đây là một phức hợp sụn sợ tam giác. Thì mình đánh giá sơ bộ đây các bạn, chứ thực sự á và đánh giá các tip của phức hợp sụn sợ tam giác này thì mình phải xài đến MRI. Nhưng mà siêu âm với những cái kỹ thuật đầu dò tốt và mình trong đầu mình định hướng, mình có một cái hướng để mà mình chẩn đoán tốt thì mình vẫn đặt đầu dò này để mình phát hiện được cái tổn thương phức hợp sụn sợ tam giác hay không. Đó. Quan trọng là chúng ta phải nghĩ đến nó, và chúng ta biết cái chỗ đó có cấu trúc giải phẫu gì để mà chúng ta đặt đầu dò và chúng ta đi tìm kiếm nó. Rồi đó là xong cái mặt mô ha. Và đến mặt gì, mặt lòng các bạn. Mặt lòng thì nãy như anh nói rồi, mình khảo sát râu ria ở phía ngoài này hết ha, rồi gân gấp cổ tay quai này ha, rồi gân nhóm gân duỗi số 1 ha. Đây là mặt đầu quai, đầu quai thì đây là mặt lòng, mặt lòng là gân gấp của tay quai, đây là nhóm gân số 1 ha. Đây là mặt trong thì đây là gân gấp của tay trụ ha, đây là gân duỗi của tay trụ, là bốn cái ông nội này các bạn phải nhớ ha. Rồi như vậy đó là những cái râu ria mà nó bám sát xương mình phía. Bây giờ mình siêu âm cục ở trong này thế nào. Cục trong này thì ở đây là mặt giữa gân gấp, thì cái này là nằm ngoài ống cổ tay này các bạn, thì đó là gồm bó mạch thần kinh trụ. Cho nên nếu mà đầu dò tốt thì mình siêu âm đặt dò đây, mình thấy được gân kinh trụ nó có cái, các bạn sẽ thấy gân kinh trụ sẽ có và thấy dàn kinh trụ ha, nó sẽ có cái động mạch trụ đi kèm. Cho nên nếu mà cái máy mình nó không được tốt lắm á, mình siêu âm mình thấy cái mạch đập trên kinh trụ thì cái mặt trong của nó thế nào cũng có một dây kinh trụ, đó là cấu trúc dạng tổ ong ha. Đó là những cái tip anh muốn nhấn mạnh để các bạn tìm kiếm cấu trúc cho nó lẹ ha. Rồi như vậy tóm lại, còn cái cục ở phía trong này gọi gì, bốn gân gấp nông và sau, một cái gân ở ngoài và sát cái xương này chính là gân gấp ngón cái dài ha, và nằm ở mặt nông nhất mà nó sát với cái mặt giữa gân gấp, tại đó là gân kinh giữa. Và chính vì nằm sát như thế này nè, cho nên khi mà mặt giữa gân gấp này nó dày lên thì nó sẽ chèn ép và gây ra hội chứng gân kinh giữa, là một cái bệnh lý các bạn thấy thường hay được nói về nhiều về lâm sàng các bạn ha. Rồi thấy rồi, ok, bốn gân gấp nông và sau ha, một cái gân nằm ngoài phía này đến chính là gân này, đó là gân gấp ngón cái dài. Một cái gân nằm ngoài phía này nữa, tức là không có nằm trong ống cổ tay này, cái cấu trúc dạng tổ ong này thì đương nhiên đó chính là gì, đó là dây kinh giữa và cấu trúc nằm ngoài cái cục này và sát cái xương quay ha. Khác cái gì, cho nên là xương thuyền rồi. Cái này sẽ là gì, gân gấp cổ tay quay các bạn đó, là xương thuyền rồi ha. Xương thuyền đây là xương đậu, đây là một cái mặt giữa gân gấp. Người ta nói là diện tích cắt ngang của dây kinh giữa là thường nó khoảng đây, nó dao động từ 3,9 cho đến 9, khi mà có phù này dây kinh giữa, khi mà diện tích nó lớn hơn 12 mm vuông, lên gấp cổ tay quay. Rồi ok, đây ha, mình cắt ngang cổ tay, mình đi từ trên này xuống, đây là cái cấu trúc nhíu này, cấu trúc dạng tổ ong này, đó chính là dây thần kinh giữa ha. Các bạn tập cắt ngang và cắt dọc dây thần kinh giữa, đây cắt dọc ha, tìm được cấu trúc nó đi từ đông tới sau như thế nào ha, đi vô phía sau vùng cái vùng mà cẳng tay phía trên cao á, để mà mình tìm được cái cấu trúc của dây kinh giữa đây ha. Rồi các bạn chú ý ha, trong cái đây là vùng cổ tay, thì cái đây là phần xương quai đúng không ạ, xương quai của mình thấp hơn xuống xương quai, đó là xương huyệt, đó là xương thuyền đúng không, thì S đây là xương thuyền, đây là nhích vô phía trong tí là một cái xương nguyệt. Rồi thì khi mình nhích cái đầu dò mình từ đây nè tới đây,
thì mới xác định được cho anh hai cấu trúc xương, đó là S và L đó, tức là cấu trúc thùy nguyệt. Thì nối giữa hai cấu trúc thùy nguyệt đó là có dây chằng, gọi là dây chằng thùy nguyệt. Tại sao chúng ta phải học cái này? Bởi vì dây chằng thùy nguyệt là một cái dây chằng hay bị tổn thương vùng này và có thể khảo sát được trên siêu âm. Ở trên này mình cũng cần chú ý cái vùng này. Và cách mình khảo sát là như vậy, thì mình sẽ cắt từ cái đầu dưới của xương quai này, mình nhích xuống một tí là mình tìm được cái xương nguyệt thuyền á, rồi mình nhích đầu dò vô phía mình trong á, mặt trong thì mình tìm được cái điểm nối như này, đó chính là dây chằng thuyền nguyệt. Và đương nhiên tại cái vị trí này sẽ có một cái gân, đó là gân gấp cổ tay quai các bạn ha. Rồi đến kênh ghi âm thì sao? Kênh ghi âm nãy anh nói rồi các bạn, tìm ra được cái móc xương ha, và có gian kinh và một cái A tức là động mạch trụ, thì nó nằm ở mặt trong đó, thuyền nguyện thắt đầu ha, thì nằm ở bên trong đó chính là dây thần kinh trụ. Rồi kênh ghi âm thì mình cũng cắt giặt luôn ha, cắt giặt mình tìm. Thì đương nhiên kênh ghi âm thì một cái tổn thương nó ít cái bị tổn thương hơn so với cái dây kinh giữa các bạn, nhưng mà ví dụ những cái tổn thương thường gặp các bạn thấy, ví dụ như gãy xương trụ này, gãy xương đậu nè, những nao hoặc dịch cái vùng này, và nó cũng đẻ làm gây nên hội chứng của kênh ghi âm như vậy. Như vậy tóm lại ha, mặt mô thì mình sẽ tìm giùm cho anh được 6 cái nhóm gân duỗi ha, 1 2 3 4 5 6. Mình chú ý cái gân số 1 gân dài duỗi ngắn hay bị tổn thương, nhóm gân số 6 gân duỗi có tê trụ hay bị tổn thương. Rồi cái mặt mô, cái mặt gan tay thì sao? Mặt gan tay thì các bạn chú ý là gân gấp cổ tay quai này ha, gân gấp cổ tay trụ các bạn ha. Rồi mặt gan là gì? Mặt gan là gấp cái dài mà hay bị ha. Rồi sau đó mình sẽ tìm đến cái phân biệt cho anh nữa, cái dây chằng ngang và dây chằng gan cổ tay, để mình tìm được thế nào là hội chứng gian kinh giữa, hội chứng đường hầm gian kinh giữa và cái kênh ghi âm là như thế nào. Trong cái vùng giữa này các bạn chú ý anh, cái đường hầm đó thì chỉ có cái 8 gân ha, và một cái gân khác, 8 gân gấp 4 gân gấp nông, 4 gân gấp sâu ha, 4 gân nông, 4 gân sâu, gân gấp ngón cái dài, và phía ngoài và phía nông của nó chính là dây kinh giữa, và phía ngoài cùng đây chính là gân gấp cổ tay quai. Các bạn chỉ nhớ bao nhiêu là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào một số bệnh lý thường gặp. Giống như nãy anh đã nói các bạn rồi, nhóm số 1 phần mu tay, đó là dạng dài duỗi ngắn là rất hay bị, thì có cái tên đó là phổ biến là địa cạch ven các bạn. Thì các bạn khi mà cái tên như này, đặt cái tay như này, bình thường mình lấy cái tay của mình vậy, mình cong nha, thì mình ấn chỗ này mình rất là đau, nhưng mình vẫn có thể chịu đựng được. Tuy nhiên khi mình viêm cái bao hoặc dịch hoặc là viêm gân dạng dài duỗi ngắn thì bệnh nhân đau rất là kinh, rất là dữ luôn các bạn. Anh đã từng siêu âm được vài ca như thế này rồi, rất là điển hình. Và thấy ha, sau nãy siêu âm là sao, cái gân nó echo dày, và đợt đó anh làm là thấy nó tăng tư máu rõ luôn các bạn, và vừa gân vừa dày, và bao hộp dịch nó cũng dày và có dịch rất là nhiều. Đây là một cái trường hợp điển hình cho một cái viêm gân là dạng dài duỗi ngắn, tức là gân số 1, nhóm gân số 1 tức là có cái tên điển hình đó là địa cạch ven. Đây ha, các bạn thấy viêm bao hộp dịch bao gân đây ha. Khi mà mình duỗi á, mình duỗi nè, bởi vì nhóm số 1 này các bạn, khi mình cong đầu dòng duỗi, khi mình ấn tại cái vị trí này, bệnh nhân rất là đau, thấy xương đỏ luôn ha. Khi bình thường mình căng như thế này rồi nè, bởi vì ở đây là mình làm động tác gì à, mình làm động tác duỗi các bạn, mình duỗi quá mức ha, mình duỗi quá mức thì mình kích thích chỗ này bộc lộ lên, làm kích thích cho nó đau hơn nhiều hơn, để mình phát hiện và khám lâm sàng nó dễ hơn. Rồi một cái hội chứng thứ hai đó là hội chứng là intersection, là giống như nãy nói rồi, tức là một cái sự chạm, sự ma sát giữa cái nhóm số 1 và số 2 đó, ngay cái chỗ mà nó trượt qua mà cái phần cơ đó chứ không phải là phần gân. Thì thật sự thì cái nhóm hội chứng này cũng có, nhưng mà cũng ít cái xảy ra các bạn ha. Rồi gân duỗi của tê trụ thì sao? Thì sau khi mình siêu âm 6 nhóm gân thì mình cắt lệch về phía mà gần dưới của bóng châm trụ một tí á, thì các bạn biết là một cái gân mà nó nằm sát cái bề mặt xương, cái vị trí này là gân duỗi cổ tay trụ ha, thì cũng như là những cái tổn thương khác thôi, đó là những tổn thương viêm nè, tổn thương đứt bán phần, đứt hoàn toàn á, thì mình siêu âm mình sẽ thấy ha, các bạn thấy. Rồi lý gân gấp thì sao?
thì có nhóm gì, cân cấp cổ tay quay ra, cân cấp cổ tay quay về các bạn nhớ một cái vị trí là nó bám vào cái nền của đốt xương bàn hai, cân cấp cổ tay trụ ha, mặt trụ đây, mặt trụ có xương này, có một cái gân gọi là cân cấp cổ tay trụ. Rồi một bệnh lý gian kinh giữa ha, thì bệnh lý này rất là phổ biến các bạn, thì thường người ta nói là nguyên nhân thường nó cũng không có rõ lắm ha, phần lớn là vô căn nè các bạn ha. Thì vai trò siêu âm làm gì? Thứ nhất là thường là thông thường trước đây các bạn, thông thường trước đây là lâm sàng khám là đủ rồi. Nguyên gian kinh giữa là chi phối 3.5 đúng không? 3.5 mặt ngoài, gian kinh trụ là 1.5 ở bên trong. Thì nó khám, người ta khám lâm sàng và sau đó người ta cho đi điện cơ nó phù hợp là thường thường người ta mổ luôn, người ta không cần đến mình. Và người ta cần đến mình khi nào? Khi mà lâm sàng không điển hình, hoặc lâm sàng và cái điện cơ nó không có tương xứng với nhau, hoặc là người ta tìm cái nguyên nhân. Đôi lúc là những cái gãy xương cũ nữa các bạn, đè ép gian kinh giữa ha, để người ta có định hướng, người ta mới lập ra kế hoạch, người ta điều trị được tốt hơn, cũng như có thể tìm ra những cái biến thể trước khi phẫu thuật ha. Đó là dây những cái dạng dây kinh giữa trẻ đôi chẳng hạn, vân vân ha. Thì thông thường người ta phẫu thuật là người ta cắt đi cái gì, cái mặt giữa gân gấp đi, thì nó sẽ mở ra và nó không có chèn ép gian kinh giữa nữa. Chẩn đoán là gì? Các bạn tưởng tượng rất là đơn giản ha, cái hàng xương cổ tay mà nó giới hạn lên cái đường hầm đúng không, truyền người thấp đậu thang thê cả móc, thì nó giới hạn giống như các bạn tưởng tượng như một cái hầm thủ thiêm của mình vậy đó ha. Thì nó có một cái bên là quận 1, bên là quận 2, thì các bạn tưởng tượng khi là sao, gọi là hội chứng đường hầm, tức là sao, ở phía trong nó hẹp nó bóp lại đúng không. Khi nó bóp lại tức là cái mặt, ví dụ như mình đi xe từ quận 2 mà qua quận 1 thì sao, thì ví dụ như đường hầm nó bóp lại thì đương nhiên cái phần mà bên phía quận 2 mình sẽ thấy sao, cái gian kinh nó phù lên, nó phù này nó tăng lên, gọi là phù này như củ hành ha, tức là nó diện tích nó tăng lên so với đoạn ở phía trong hầm, hoặc là ngược lại, tức là hầm hẹp nhưng mà cái đoạn mà bên ngoài á, đoạn bên phía quận 1 á, nó sẽ phồng lên, thì người ta gọi đó là dấu hiệu north side và dấu hiệu inter north side. Cho nên các bạn thấy ha, người ta nói gian kinh giữa phù nề khi A nó diện tích lớn hơn 12, thì cái 12 đó chính là người ta nói cái đoạn trước vô đường hầm hoặc là sau khi vô đường hầm. Các bạn hiểu ha, chứ không phải là 12 đó là các bạn đo trong đường hầm là sai. Các bạn hiểu không? Trong đường hầm là nó hẹp, nó dẹp lại, còn ngoài đường hầm thì nó mới phồng lên. Bạn nhớ ha. Rồi đây mình sẽ đo thì thường rất là đơn giản, mình sẽ đo vậy, nó có cái máy tính trên cái hệ thống máy siêu âm, mình đo vậy là nó sẽ tính được cái tiết diện cho mình, và đôi lúc mình sẽ so với đố bàn mình tìm tăng tư máu ha, tất cả như thế này ha. Đó rồi thấy ha, phần bên giữa chuyển động kém ha, và cái dây chằng ngang cổ tay dày lên 4 ly ha, thường cái dây chằng ngang cổ tay rất khó phát hiện, những cái máy tốt mình mới phát hiện được ha. Người ta nói siêu âm có độ nhạy khá là cao các bạn ha, độ nhạy độ đặc hiệu là 82 đến 97. Rồi các bạn thấy ha, đây các bạn thấy, đây các bạn đo, các bạn thấy sao diện tích đây ha, đây ở dần kinh giữa nó phồng lên. Các bạn nhớ cho anh xác định hai cái móc xương thôi, thuyền huyệt thấp đậu thì các bạn nhớ đây là xương huyền, thang thê cả móc là cái vị trí phía dưới này một tí đó, xịt nhất cái đầu dò xuống như này, mình tìm cái tiết diện dần kinh giữa, mình đo hai cái vị trí này xem thử là tiết diện của nó là bao nhiêu, đủ tiêu chuẩn chẳng đoán hay không. Và các bạn thấy ha, ví dụ đây mình cắt dọc lại, giống như hồi nãy anh bày các bạn là khi mình cắt thần kinh mình phải cắt dọc lại, mình xem thử là sao cái độ phản âm ha, và kích thước tiết diện của nó có điều không. Nên nếu mà có chỗ nào mà lõm thì phải coi chừng ha, có những cái bệnh lý mà chèn ép. Ví dụ đây ha, bình thường thì nó lộ lên ha, các bạn thấy ha, khi mình cắt dọc dây kinh, đây là dấu hiệu internostide. Rồi kênh ghi âm thì các bạn, hồi nãy anh có nói là kênh ghi âm bởi vì nó đi qua một cái vị trí rất là hẹp, cho nên nó sẽ có hội chứng. Đôi lúc mà khi mình lâm sàng khám hội chứng kênh ghi âm thì bác sĩ lâm sàng cho đi siêu âm để làm gì, tìm gì, tìm nguyên nhân các bạn. Thường nó là những nguyên nhân do chấn thương hoặc là những cái nang hoặc dịch nó sưng ra, nó phồng ra và nó làm đè ép vào cái gian kinh trụ, cho nên nó gây ra một cái hội chứng ở vùng ống cổ, ống kênh ghi âm này. Đó. Đây các bạn ha, đây bạn thấy đi, nó đi như này, các bạn nhớ cái chỗ đây nè, chỗ đây nó có hai cái nhánh, một cái nhánh, hai cái nhánh của gian kinh trụ luôn, gian kinh trụ và nó cho một cái nhánh đây các bạn ha. Rồi anh Phan con cầm con chuột vào.
Đó, các bạn thấy ha, nên như đây là một cái trường hợp bên họ một cái thần kinh trụ bị dè chèn ép nữa ha, ở một cái nang gọi là ganglion cyst ở vùng này và đè ép cái dàn kinh trụ. Đó, mình phát hiện nguyên nhân thì giúp cho bác sĩ lâm sàng sẽ có một cái định hướng chẩn đoán tốt hơn. Ở đây như tới đây là một cái tường trình, một cái protocol thì giúp cho các bạn có thể giống như một cái report ở trong xương bụng á, các bạn thấy ha, xương khớp cổ tay thì mặt lưng nó như thế nào, cần tiệm gì, mặt lòng nó cần tiệm gì. Thực sự thì thật sự cái report này chỉ cần cho những người mà mới tiếp cận thôi, cái khi mà các bạn đã nắm những cái gì mà anh nói từ nãy giờ thì report này là mình tự mình đọc ra, không cần cái report nữa. Đó, các bạn hiểu mà, tức là khi mà mình đã hiểu rồi thì thật sự những cái report này nó cũng cũng không có ý nghĩa nhiều ha. Tuy nhiên report nó sẽ giúp cho mình làm gì, giúp cho mình chống đi cái sai sót ha, sai sót khi mình làm siêu âm một cái tạng rồi đó. Đây các bạn tham khảo ha, thì ở đây các bạn xem lại những cấu trúc ha. Những cấu trúc các bạn thấy những hình giải phẫu rất là kinh điển và cần phải nắm trong một cái xương vùng khớp cổ tay. Ok, các bạn có gì hỏi không ạ? Alo ạ. Alo. Dạ chưa có gì hỏi đâu. À.